Hey, và hôm nay khỏe không tất cả anh em, Dũng sẽ bay đây và chào mừng anh em đã đến với game mới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi tên gì quên rồi, tên dài loằng ngoằng luôn. The Z Zombie Another Zombie Defense. Thì trước mặt mình là một cái cảnh tượng rất là nhìn rất là ớn, nhìn rất là ghê. Mình chưa bao giờ mình thích cái tụi dòng bài cả. Không sao, chỉ cần game thú vị là được rồi, chứ không cần phải kể đến cái gì cả. Được rồi, let's go. Ok, SWAT. Rồi, lính lính đến thuê. Ok, đây rồi, chúng ta sẽ là lính đến thuê. Đêm thứ nhất hả? Đêm thứ nhất có cái gì đây? Ê, hey, bitch. Tiền này, ôi, 500 đô luôn, giàu thế. Đấy, bán xong tụi này chắc làm giàu được đấy. Ngon. Mày hả bưởi? Ái rồi ôi. Về. Hay phết đấy. Cái gì đây? Có cả hàng rào nữa. Hay đấy. Hiểu. Rồi, ok. Như này là được rồi, nhưng mà mình không biết cả hàng rào này có giúp ích được gì không. Nhưng có lẽ là nhìn cái mấy cái này có lẽ là giúp được nhiều phết đấy. Chắn được tụi zombie chẳng hạn. Hồi bắn phê, bắn rất là phê luôn. Anh em muốn chơi có thể lấy link ở phía dưới description nha. Mày cắn bố, cắn à? Cắn đâu có dễ như vậy được. Ê ông béo. Là còn da đen á, da đen là really nick á. Really nick á. Mày cắn hàng rào của bố, cắn hàng rào. Ủa sao mình có mỗi khẩu súng côn thế này? Có súng không? Có súng khác không? Cắn hàng rào của bố. Cắn đi, cắn hồ với. Ê, có mình nữa à? Yes. Bitch. Có skill. Ok, ném bom là chữ G ấy em ạ. Được rồi, tụi mày ra đây. Này thì da đen. Wow. Đùa. Đùa mày. Ấy. Nè, đông thế. Trời đất thần thần ơi. Ấy, đông vãi thôi. Chị ơi, thôi. Máu này ngon. Nè. Cắn hổ đi, cắn hổ với cắn. Ok. Lần này chúng ta có máy cười nữa mà. Vô đây. Ăn cưa nhá con. Ui, có con gì kìa. Con gì kia này. Mày này. Vào hộ với. Mày. Này thì ăn cưa nhá con. Vỡ đầu. Phê thế. Trời ơi. Lâu lắm mới được chơi một cái game zombie phê như này luôn em ạ. Thực ra thì mình ghét zombie lắm. Mình ghét cực luôn. Mình rất là ghét tụi zombie. Ghét chúng cắn nát hàng rào bố. Cắn này về nhà đi. Làm ở đây làm gì? Tăng tốc chạy này mà. Cái gì đây? SMG. SMG ngon. Rồi, ok, tối nay chúng ta sẽ chơi cái gì đây? Thiếu. Ui xưa, đạn hả? Thoải mái đi cưng. 11k tiền kìa. Thoải mái đi. SMG đây. Yo, úi xồi ôi. Ôi, hết băng đạn rồi. Ui, đùa. Đông thế. Úi rồi ôi, sướng chưa. Ui, hết đạn rồi. Mình mua ít quá. Đấy, nhào vô. Sợ quá. Yeah. Thề luôn, chơi cái game này cực phê luôn đấy. Shotgun. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi shotgun. Đấy, mua nhiều băng đạn vào, bắn cho nó sướng, 20 băng luôn. Ngon. Tối nay tụi mày chết với bố. Shotgun này rồi. Tụi mày chết với bố. Chết với bố. Mày. Ôi. Mày. Ui, cắn. Cắn này. Trời ơi, đông thế này. Như kiến luôn kìa. Cắn hổ. Ừ. Ui, sắp hết máu rồi. Cắn hổ đi. Cắn này. Ấy. Ê, hết máu. Hết rồi. Mày vỡ đầu nha con.
vỡ đầu nha con. Vào đây. À, ái à, ái à, chưa chết hả? Fast reload. Oh. Ui, súng phun lửa. Chết rồi, chết rồi. Ê, quả này ăn cực rồi. Ôi chết chết, đấy. Mày vào đấy. Bitch. Vào đấy, vào đấy. Vào đấy. Wow, man. You fuck it. Ui, lại còn sói nữa cơ. Đầu má, sói, sói nữa. Sói nữa, khổ quá. À. Đai rồi anh em. Trời ơi, xui nhờ. À, chơi lại từ đầu rồi. Đấy, tuổi con à, tuổi, chúng mày tuổi. Nhào vô đây, nhào vô đây. Tuổi, 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 tuổi. Không có chin nên em ạ. Wow, mình kinh vãi lên luôn. Ô, súng trường anh em ạ. Rifle, chúng ta có rifle súng trường. Gọi là súng siêu mệnh đấy. Trời ơi, cầm khẩu này mà sấy thì thôi đừng hỏi luôn. Đừng hỏi luôn, đừng có nói gì hết luôn. Trời ơi. Vào đây. M16A4D. Mày này, mày này. Mày này. Ấy trời ơi. Trời ơi là rồi. Sướng chưa? Sướng chưa? Có máu kìa. Mày này. Mày này, lại đây, lại đây. Chết hết đi. Phê. Ôi thôi chết rồi. Quên mua đạn rồi. Nè, ngu người quá. Chơi cưa phê hơn anh em ạ. Công nhận là chơi cưa phê thật đấy, thề luôn. Cắn đau thế, ui cắn đau thế. Ái da, mấy anh cắn đau vãi nồi luôn. Trời ơi, cứu cứu, tầm máu, ui hên thế. Nè, có cái máu rồi nha, nhào vô, nhào vô. Nhào vô kiếm ăn đấy, kiếm ăn khô máu mấy thằng quần què này. Quần què, vô 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 đây, vô vô hết đây. Mày quần què hả? Zombie à? Trời hết. Tiếp thôi, đêm thứ 5 rồi anh em ạ. Đêm thứ 5 rồi. À, này. Rồi bắt đầu ấy, bắt đầu ấy, bắt đầu đông ấy. Đấy, vào đây, vào đây, vào đây. Bất tử rồi, bất tử rồi, bất tử, bất tử, bất tử, bất tử. Bất tử, bất tử. Thế chưa? Chết hết, đông mộ, nhào thêm, cho thêm, xin thêm. Thêm à. Cho thêm nữa đi. À, phá hổ. Ốc chó này. Ốc chó này. Nhiều tiền quá. À, tiền này đi làm giàu được đấy anh em ạ. Khỏi cần phải làm video làm gì nữa. Rồi tiếp tục coi. Vô đây, vô đây. Come on baby. Come on baby. Come on baby. Come on. Come on, come on, come on. Come on. Úi dồi ôi. Chết tôi kìa. Chết tôi kìa. Sói, sói. Sói này. Sói này. Sói này. Này thì. Này thì. Mày. Nè, cầm súng mà bắn như này quá sướng luôn. Trời ơi. Ước gì đây ngoài đời nhỉ. Bắn như đúng rồi là 194k điểm rồi. Còn à, vẫn còn em xin dai nào à. Ê, motherfucker. Mày cắn. Chết sắp bắt lờ luôn. Đêm thứ 9 đi nè mà. Chúng ta sắp chuẩn bị tới được đêm thứ 10 rồi. Rất là cố gắng mới được ấy. Thực sự là rất khó luôn. Phải chơi gọi là. Phải rất là chiến thuật thì mới win được cái game này. Phải là mình cứ chạy là như vậy là win đâu. Cho mày ăn có bom này. Ui sói kìa.
Được cầm mờ sói. Mày phá hàng rào của bố. Mày phá hồ ấy, phá đi. Sói này, sói này. Người quỷ này, sói này. Mày thằng quần què này, phá quần què. Phá hộ. Mày chết chưa? Không thể nào mà làm khó được Dũng Senpai cả. Ấy à. Thứ 10 rồi, ngày thứ 10 rồi. Đông quá, trời ơi, tụi mày đi dự tiệc à? Tụi mày đi dự tiệc gì đây? Dự tiệc gì đây? Này, ai? Hết bom rồi. Đậu sen, cay quá. Cắn hồ. Ê, ui, quỷ kêu, quỷ. Ui, sao con quỷ gì kinh này? Chết tôi. Đèn thế là đèn quá đèn. 377k điểm. Wow, thực sự game này rất là phê luôn. Ok, rất cảm ơn anh em đã xem. Và đây là một cái game zombie, bắn zombie mà mình thấy phê nhất mà mình từng chơi. Lâu lắm rồi mình mới được chơi một game bắn zombie nó phê như thế này. À, thì ok, rất cảm ơn anh em đã xem. Và hẹn gặp lại anh em trong những tựa game tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và chúc một ngày tốt lên. Nếu muốn chơi thì nhớ lấy link tại description nha. Bye bye.